Con mặc phong cách kiểu này là phong cách gì? Mẫu gì? Hả? Phong cách này là phong cách gì? Hả? Con mặc này là phong cách gì? Con xoay một vòng bố xem nào. Xoay một vòng rồi. Phong cách mới, được rồi. Nào, tạo dáng cho ảnh. Rồi, tạo thay đổi dáng. Rồi, đổi dáng nữa. À, đổi dáng giống như các chị cosplay thế nào. Thôi được rồi. Thôi nhá, thôi được rồi.